Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Luật an ninh mạng có nghĩa là gì? Luật an ninh mạng là luật quy định được Quốc hội Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua có mục đích xử lý các hành vi chống đối gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của xã hội trên không gian mạng, đồng thời bao gồm trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật an ninh mạng được thông qua với số phiếu chấp thuận là 86,86% và luật an ninh mạng có tổng cộng 7 chương, 43 điều. Luật an ninh mạng được Quốc hội khóa 14 thông qua vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Dự luật an ninh mạng là gì? Dự luật an ninh mạng là dự án, dự thảo về luật an ninh mạng, bàn luận để rút ra các phương án hay điều luật nhằm đảm bảo an toàn xã hội trên không gian mạng. Luật an ninh mạng cấm những khoản gì? Có nhiều hành vi bị cấm trên không gian mạng theo quy định trong luật an ninh mạng, gồm một số điều tiêu biểu sau đây. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ bị cấm đăng tải, phát tán. Những thông tin có nội dung làm nhục, vu khống người khác không được đăng tải. Cấm đăng thông tin có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, những thông tin gây kích động, gây bạo loạn. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, cấm những hành vi chiếm đoạt tài sản, các tổ chức đánh bạc. Đánh bạc qua mạng Internet là một điều tối kỵ trong bộ luật này, cấm những hoạt động phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng như mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đổi trụy, tội ác. Nghiêm cấm những hành vi thực hiện gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia hay tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng nằm trong danh mục các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trong trường hợp nếu cá nhân, tổ chức sản xuất phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, tổ chức sản xuất phương tiện điện tử đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác cũng sẽ bị xử lý một cách nghiêm khắc. Các trường hợp lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi, những hành động tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.